Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Trở lại chương trình hôm nay, xin gửi tới quý vị bản tin mới nhất hôm nay phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống và sai lầm tai hại của đảng Dân Chủ cùng với Joe Biden. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, mới đây trong chương trình Fox Business, Larry Kudlow đã phân tích phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ của các tổng thống trong thời gian đương nhiệm. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận và có thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử sắp tới, khi nhiều người nhận thấy đang là phán quyết có lợi cho Donald Trump nhằm giúp cựu tổng thống thoát khỏi các vụ truy tố can thiệp bầu cử đến từ phe đối lập. Quyết định của tòa án tối cao trao cho các tổng thống quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các vụ kiện dân sự liên quan đến các hành động trong phạm vi quyền lực chính thức của họ. Larry Kudlow nhấn mạnh, đây không phải là một điều mới mẻ hay gây tranh cãi. Quyết định này dựa trên quan điểm từ vụ Nixon và Fitzgerald năm 1982, vụ việc mà tòa án cũng đã xác định rằng tổng thống có quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các hành động trong phạm vi quyền lực cốt lõi của mình kết lô giải thích rằng phán quyết này không chỉ có lợi cho cựu tổng thống donald trump mà còn cho bất kỳ tổng thống nào kể cả cụ biden tuy nhiên các hành động ngoài phạm vi quyền lực cốt lõi và không chính thức của tổng thống sẽ không được bảo vệ bởi quyền miễn trừ này do đó mặc dù cựu tổng thống trump không nhận được mọi thứ ông muốn từ phán quyết nhưng ông vẫn có được sự bảo vệ đáng kể cho các hành động trong thời gian đương nhiệm Phán quyết này của tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ gây khó khăn cho đám công tố viên thổ tả, đặc biệt là đối với các vụ kiện do biện lý đặc biệt J. Smith dẫn đầu. Rất nhiều vụ kiện vi hiến của đám côn đồ cánh tả chống lại Tổng thống Trump, bao gồm vụ kiện của tay biện lý tham nhũng Evin Fred ở New York, vụ kiện ngày 6 tháng 1 ở Washington, vụ tài liệu bí mật phi lý ở Florida và vụ kiện RICO ở Atlanta đều có thể bị đẩy lùi sau cuộc bầu cử hoặc thậm chí bị hủy bỏ. Biden cùng đảng Dân Chủ đồng loạt lên tiếng chỉ trích tấn công tòa án tối cao vì phán quyết này. Một phần là do bọn chúng cảm thấy bao nhiêu công sức đổ ra để dồn Tổng thống Trump vào chân tường, giờ đây đã đổ sông đổ bể. Mặt khác là để lèo lái dư luận ra khỏi màn tranh luận tệ hại đầu tiên của cụ Biden trước ông Trump. Tuy nhiên, Larry Kudlow nhấn mạnh, việc đảng Dân Chủ độc tài và cụ Biden chỉ trích tòa án tối cao không thể nào làm lu mờ các vấn đề của chính phủ mà cử tri Mỹ đang quan tâm, chẳng hạn như lạm phát, nền kinh tế sa sút và khủng hoảng an ninh biên giới. Hơn nữa, các cuộc tấn công pháp lý nhắm vào ông Trump không chỉ bất thành, mà ngược lại còn giúp cựu tổng thống gia tăng sự ủng hộ lên đáng kể. Kết lô cũng chỉ ra rằng, các vấn đề về khả năng nhận thức và sức khỏe suy sụp của Biden đã được công chúng nhận thấy từ lâu, mặc dù đám truyền thông thiên tả đã cố gắng che giấu. Trong cuộc tranh luận gần đây, cựu tổng thống Trump đã thể hiện sự tự tin và khả năng lãnh đạo của mình, trong khi Biden với sự bất tài và thiếu năng lực đã không thuyết phục được cử tri ủng hộ cho ông ta. Phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ tổng thống thật sự đã làm khuynh đảo chính trường Hoa Kỳ. Người dân cũng được phen mừng rỡ khi thấy được sự công bằng trong hệ thống pháp lý của quốc gia. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump cũng thở vào nhẹ nhõm khi giờ đây cựu tổng thống cũng giành được một ít lợi thế sau khi chống chọi lại màn tấn công chính trị liên hoàn từ đám dân chủ cấp tiến cực đoan. Trong cuộc bầu cử này, sự lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước sẽ là yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của cử tri chứ không phải việc lạm quyền, vũ khí hóa hệ thống tư pháp để tấn công đối thủ chính trị mà không giải quyết tình trạng bất ổn trong nước của Biden và đám tay sai đảng Dân Chủ. Cụ Biden nên biết ơn tòa án tối cao. Vì sao lại như vậy? Kính thưa quý vị, trong một động thái mạnh mẽ, Tổng thống Joe Biden đã lên sóng truyền hình chỉ trích tòa án tối cao sau khi họ từ chối xác nhận các cáo buộc truy tố đối với cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời cũng đưa ra phán quyết về quyền miễn trừ của Tổng thống. Tuy nhiên, Cựu Tổng thống Arkansas Mike Huckabee cho rằng cụ Biden nên biết ơn thay vì chỉ trích hành động của tòa án tối cao. Mike Huckabee nhấn mạnh, nếu không có quyền miễn trừ cho các hành động chính thức của Tổng thống, thì chắc chắn cụ Biden sẽ bị truy tố ngay khi ông ta bước chân rời khỏi nhiệm sở. Ví dụ, một công tố viên đảng đối lập tham vọng ở Alabama, Arkansas hoặc Tennessee có thể quyết định truy tố Biden vì những quyết định mở cửa biên giới của ông ta, cho rằng điều này đã dẫn đến tỷ lệ tội phạm gia tăng cũng như các vụ án giết người và hiếp dâm ngày một nhiều hơn. Tòa án tối cao đã rất rõ ràng trong phán quyết của mình rằng Tổng thống vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các hành động cá nhân. Nếu một Tổng thống vượt quá giới hạn, thì hiến pháp có quy trình tuyệt vời gọi là luận tội, impeachment. Qua đó Tổng thống có thể bị xét xử và cách chức như thường. Cụ Biden đã có bài phát biểu chỉ trích Tòa án tối cao, nhưng Huckabee nhận thấy nhiều điều ông ta nói là vô căn cứ. Biden tuyên bố hiện tại không có giới hạn nào đối với quyền lực của Tổng thống, và rằng tổng thống giờ đây giống như một vị vua. Huckabee bác bỏ những tuyên bố này, khẳng định rằng tòa án tối cao đã làm rõ, tổng thống không có quyền miễn trừ cho các hành động cá nhân ngoài phạm vi quyền lực chính thức. Trong bối cảnh các cuộc tranh luận về sức khỏe và khả năng lãnh đạo yếu kém của Biden, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng Kevin Newsom có thể là ứng cử viên thay thế. Tuy nhiên, Huckabee cho rằng bất kỳ ứng cử viên nào từ đảng Dân Chủ đều không phải là đối thủ với cựu tổng thống Trump. Huckabee nhận định rằng các vấn đề về vô gia cư và tội phạm băng đảng ở California dưới sự lãnh đạo của Newsom sẽ khiến cử tri không muốn nước Mỹ trở nên giống như California. Hơn nữa, nếu Biden rút lui, Kamala Harris sẽ là người thừa kế duy nhất của quỹ chiến dịch hơn 200 triệu đô la. Tuy nhiên, việc loại bỏ Harris sẽ rất khó khăn cho Đảng Dân chủ vì họ tự hào là đảng của sự đa dạng và hòa nhập. Một bài viết ý kiến trên New York Post cho rằng Gretchen Whitmer và Raphael Warnock có thể là lựa chọn thay thế khả dĩ cho Biden. Họ đủ trẻ, đủ tự do và đủ đa dạng để thu hút cử tri. Tuy nhiên, Huckabee không tin họ có đủ khả năng để đối đầu với Tổng thống Donald Trump. Trong khi Biden và đảng Dân Chủ vẫn đang cố gắng tấn công và chỉ trích tòa án tối cao, thì cựu Tổng thống Trump đang tập trung đưa ra các giải pháp về các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia. Phán quyết của tòa án tối cao đã nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công pháp lý chống lại ông Trump đều không có căn cứ vững chắc và mang tính chính trị Vậy nên giờ đây cựu tổng thống có thể tập trung toàn lực để đi kêu gọi vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Joe Biden làm tổng thống bán thời gian, trong khi nghịch tử Hunter tham gia các cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc, ai mới thực sự điều hành Bạch Cung. Kính thưa quý vị thân mến, gần đây, nhiều báo cáo đã làm dư luận hoang mang về giờ làm việc ít ỏi của tổng thống Joe Biden và việc con trai ông ta, Hunter Biden, tham gia vào các cuộc họp chính thức tại Tòa Bạch Ốc Điều này đã dấy lên nhiều tranh cãi về vấn đề ai mới thực sự đang điều hành đất nước. Theo thông tin từ Kalai Sunshine, phó giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump, ông và Joe Biden chỉ làm việc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Điều này đã gây ra sự lo ngại về khả năng lãnh đạo của ông ta, đặc biệt khi nghĩ đến những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ngoài giờ làm việc của tổng thống này. Sunshine nhấn mạnh, người dân Mỹ không muốn một tổng thống bán thời gian. Bạn thử nghĩ xem, những người lính của chúng ta ở nước ngoài nghe thấy rằng tổng tư lệnh của họ chỉ làm việc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Thêm vào đó, Hunter Biden, người con trai đang gặp nhiều tai tiếng của cụ Biden, đã tham gia vào một số cuộc họp chính thức và thậm chí yêu cầu một số thành viên trong chính quyền rời khỏi phòng họp. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi về sự minh bạch và tính hợp pháp trong việc điều hành tòa Bạch Ốc. Sunshine đã đặt câu hỏi, Hunter Biden lấy tư cách gì để tham gia vào các cuộc họp chính thức? Điều này khiến tôi tự hỏi, không biết có những giao dịch mờ ám nào đang diễn ra trong tòa bạch ốc của Biden hay không, giống như cái thời khi Joe Biden còn là phó tổng thống. Trong bối cảnh này, Sunshine cho rằng đảng Dân Chủ nên xem xét việc không tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới. Cô nói, người dân Mỹ rất rõ ràng về những gì họ muốn, các cử tri cũng rất rõ ràng về người họ muốn, và đó là tổng thống Donald J. Trump. Ông ấy đã không chỉ thắng trong cuộc tranh luận với Joe Biden, mà còn thống trị nó, áp đảo đối thủ yếu kém của mình. Theo Sunshine, Donald Trump đã thể hiện sự mạnh mẽ và thông thạo các vấn đề trong cuộc tranh luận gần đây. Điều này đã mang lại niềm tin cho người dân Mỹ và khiến kẻ thù của Hoa Kỳ phải dè chừng. Người dân Mỹ không lo lắng về 4 năm nữa của Joe Biden. Họ lo lắng về 4 tháng nữa của Joe Biden. Và rõ ràng, đảng Dân Chủ cũng vậy. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy Trump dẫn trước Biden 6 điểm trên toàn quốc. Mặc dù đây là một cuộc đua theo từng bang, nhưng điều này vẫn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lòng tin của cử tri. Sunshine nhấn mạnh, người dân Mỹ nhận ra tầm quan trọng của cuộc bầu cử này và rất cảm kích trước sức mạnh và sự thông thạo của chiến thần Donald Trump trên sân khấu. Trong bối cảnh hiện tại, việc ai đang thực sự điều hành tòa Bạch Ốc đã trở thành một câu hỏi nghiêm trọng đối với người dân Mỹ. Với việc Joe Biden chỉ làm việc trong giờ hành chính và Hunter Biden tham gia vào các cuộc họp chính thức, sự lo ngại về khả năng lãnh đạo và sự minh bạch trong chính quyền của ông ta càng ngày càng tăng. Trong khi đó, donald trump đang củng cố vị thế của mình như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và đáng tin cậy sẵn sàng đưa nước mỹ trở lại con đường thành công